hồi bằng cử nhân và tiến sĩ của ông Vương Tấn Việt. Thành phố Hồ Chí Minh, bé gái 5 tuổi qua đời, nghi bị mẹ ruột bạo hành. Xe tải mất lái đâm vào xe quân sự, lật chắn ngang cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên. Bắt thuyền trưởng chở 9 thiết bị giám sát hành trình của tàu cá khác. Thành phố Hồ Chí Minh xử lý người chặn xe cấp cứu đang làm nhiệm vụ. Thu hồi bằng cử nhân và tiến sĩ của ông Vương Tấn Việt. Sau khi yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Luật Hà Nội và Đại học Hà Nội đang thực hiện các thủ tục hủy kết quả đào tạo và thu hồi bằng cử nhân và tiến sĩ đã cấp cho ông Vương Tấn Việt. Sau kết luận về việc ông Vương Tấn Việt đã sử dụng bằng cấp 3 bổ túc văn hóa không hợp pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường đại học thu hồi các văn bằng đã cấp cho ông Việt. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, ông Vương Tấn Việt đã thừa nhận sử dụng bằng cấp 3 bổ túc văn hóa không hợp pháp và cũng đã tự nguyện giao nộp các văn bằng để xử lý theo quy định. Đại diện Trường Đại học Luật Hà Nội cho biết, trường đã nhận được công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thu hồi bằng cấp của ông Vương Tấn Việt. Hiện Trường Đại học Luật Hà Nội đã tiến hành các thủ tục hủy kết quả đào tạo và thu hồi các văn bằng đã cấp. Đồng thời, Trường Đại học Luật Hà Nội đã họp kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện các quy chế đào tạo để tiếp tục cải tiến quy trình, nâng cao chất lượng đào tạo, tránh xảy ra các trường hợp tương tự. Việc thu hồi bằng cử nhân ngoại ngữ ngành tiếng Anh hệ đào tạo từ xa đã cấp cho ông Vương Tấn Việt cũng đang được Trường Đại học Hà Nội hoàn thiện các thủ tục. Trước đó, trao đổi với phóng viên báo Giao thông, luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng Luật sư Chính pháp Hà Nội cho biết, theo khoản 3 điều 20 Quy chế đào tạo trình độ đại học ban hành kèm thông tư 08 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, người học sử dụng hồ sơ, văn bằng, chứng chỉ giả làm điều kiện trúng tuyển hoặc điều kiện tốt nghiệp sẽ bị buộc thôi học, văn bằng tốt nghiệp nếu đã được cấp sẽ bị thu hồi, hủy bỏ. Cùng đó, căn cứ Điều 25 Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân, quy chế, ban hành kèm theo thông tư 21 năm 2019, thông tư Bộ Giáo dục Đào tạo quy định như sau. Thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ. 1. Văn bằng chứng chỉ bị thu hồi, hủy bỏ trong các trường hợp sau đây. A. Có hành vi gian lận trong tuyển sinh, học tập, thi cử, bảo vệ đồ án, khóa luận tốt nghiệp, luận văn, luận án hoặc gian lận trong việc làm hồ sơ để được cấp văn bằng, chứng chỉ. B. Cấp cho người không đủ điều kiện. C. Do người không có thẩm quyền cấp. D. Bị tẩy xóa, sửa chữa. D. Để cho người khác sử dụng. E. Do lỗi cơ bản của thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ. 2. Cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ quy định tại Điều 15 của quy chế này có trách nhiệm thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng chứng chỉ đã sát nhập, chia tách, giải thể thì cơ quan có thẩm quyền thu hồi, hủy bỏ văn bằng chứng chỉ là cơ quan đang quản lý sổ gốc cấp văn bằng chứng chỉ. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thu hồi, hủy bỏ văn bằng chứng chỉ hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền thu hồi, hủy bỏ văn bằng chứng chỉ trong các trường hợp khác. 3. Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng chứng chỉ ra quyết định thu hồi, hủy bỏ văn bằng chứng chỉ. Nội dung của quyết định nêu rõ lý do thu hồi, hủy bỏ. Quyết định được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ, được gửi đến người bị thu hồi văn bằng, chứng chỉ, cơ quan kiểm tra phát hiện sai phạm nếu có, cơ quan người bị thu hồi văn bằng, chứng chỉ đang công tác nếu có và các cơ quan tổ chức có liên quan. Điều tra vụ bé gái 5 tuổi qua đời, cơ thể có nhiều thương tích ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 22 tháng 10, Công an quận 4 thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị có liên quan điều tra vụ bé gái 5 tuổi qua đời với nhiều thương tích trên cơ thể. Trước đó, mạng xã hội chia sẻ bài viết được cho là của người cha, thông tin về việc con gái mình qua đời trên cơ thể có nhiều vết thương. Nội dung bài đăng tải cho rằng bé bị bạo hành dẫn đến qua đời. Người cha cũng tố cáo mẹ bé đã gây ra sự việc đau lòng này. Bà đâu có ngờ, đâu có biết, đâu có nghĩ trên đời này làm gì có một người mẹ ruột nào nỡ mà hành hạ con mình đến như vậy đâu con, một đoạn trong bài đăng. Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại một căn nhà ở phường 9, quận 4, cảnh sát đã vào cuộc điều tra. Bước đầu, nhà chức trách nhận định nạn nhân có dấu hiệu bị hành hạ. Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân trực tiếp có thể là do sặc cháo, cảnh sát đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng liên quan về hành vi bạo hành. Xe tải mất lái đâm vào xe quân sự, lật chắn ngang cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên. Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 22 tháng 10, trên tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến xe tải lật chắn ngang đường, gây ách tắc giao thông cục bộ. Thời điểm trên, một xe tải cỡ nhỏ đang lưu thông hướng Hà Nội-Thái Nguyên. Khi đến đoạn qua khu công nghiệp Điểm Thụy, thành phố Phổ Yên, Thái Nguyên đã mất lái đâm vào giải phân cách và một xe tải trọng lớn mang biển kiểm soát quân sự đang lưu thông cùng chiều.
Sau đó, xe tải nhỏ lật ngang, chắn ngang đường cao tốc khiến tuyến đường ách tắc cục bộ. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người. Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên đã cùng cơ quan điều tra quân khu 1, Bộ Quốc phòng phối hợp khám nghiệm hiện trường, phân luồng điều tiết giao thông. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu cho thấy mặt đường lún võng khiến chiếc xe tải mất lái, đâm vào giải phân cách rồi tiếp tục đâm vào xe quân sự đang lưu thông cùng chiều. Đến 15 giờ cùng ngày, vụ việc vẫn chưa được giải quyết xong. Đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên hướng Hà Nội đi Thái Nguyên vẫn đang ách tắc cục bộ. Cơ quan chức năng vẫn đang phối hợp giải quyết vụ việc. Bắt thuyền trưởng chở 9 thiết bị giám sát hành trình của tàu cá khác. Ngày 22 tháng 10, theo nguồn tin của phóng viên báo Giao thông, Công an huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam với đối tượng Trương Văn Sang, 37 tuổi, ngụ xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển để điều tra về hành vi cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử. Theo điều tra ban đầu, khoảng 4 giờ ngày 17 tháng 10, tổ công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 kiểm tra tàu cá số hiệu CM08710TS do Trương Văn Sang làm thuyền trưởng đang hoạt động cách đảo Hòn Khoai 28 hải lý. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên tàu đang vận chuyển 9 thiết bị giám sát hành trình của các tàu cá khác. Tổ công tác đã dẫn giải người và phương tiện về cảng Hải đội 421 tại huyện Nam Căn, tỉnh Cà Mau để xử lý. Sau đó, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 chuyển giao toàn bộ hồ sơ, tang vật và phương tiện liên quan cho Công an huyện Ngọc Hiển củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án theo quy định của pháp luật. Qua xác minh ban đầu, tàu cá CM08710TS do ông DDN, 53 tuổi, ngụ thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển đứng tên chủ sở hữu. Tàu cá này được ông N cho Sang thuê lại theo hợp đồng viết tay, thời hạn thuê 3 tháng với giá 5 triệu đồng trên tháng. Sang thuê tàu cá để hành nghề lưới ghẹ. Đây là tàu cá thuộc diện 30, không đăng ký, không giấy phép khai thác, không đăng kiểm. Dù tàu này đã được đăng ký lại vào ngày 1 tháng 7, nhưng số máy trên tàu không khớp với giấy chứng nhận đăng ký. Làm việc với cơ quan công an, bước đầu Sang thừa nhận vận chuyển thuê các thiết bị giám sát hành trình với mức giá 5 triệu đồng trên một thiết bị trên tháng. Tuy nhiên, Sang chưa thu được tiền vì chỉ mới nhận trở vài ngày thì bị lực lượng cảnh sát biển bắt giữ. Để che giấu, tránh bị phát hiện hành vi vận chuyển thiết bị giám sát hành trình trái pháp luật của mình, Sang đã sử dụng thùng xốp để đựng các thiết bị giám sát hành trình rồi thả xuống biển. Trên mỗi thùng xốp được gắn một miếng vải đỏ nhằm che mắt lực lượng tuần tra, khiến họ lầm tưởng là điểm làm dấu thả lưới của ngư dân. Trong 9 thiết bị giám sát hành trình, có 6 thiết bị sử dụng điện mặt trời nên Sang dùng thùng xốp bỏ xuống biển. 3 thiết bị còn lại dùng bình ắc quy được Sang để trên tàu. Thành phố Hồ Chí Minh xử lý người chặn xe cấp cứu đang làm nhiệm vụ. Ngày 22 tháng 10, đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận 11, thành phố Hồ Chí Minh lập biên bản đối với ông NND, 45 tuổi ở quận 12 về hành vi không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên làm nhiệm vụ. Ông D được xác định là người đàn ông chặn đầu xe cấp cứu tại giao lộ Lữ Gia, Nguyễn Thị Nhỏ, quận 11 khi xe này đang chở bệnh nhân. Với hành vi này, ông D sẽ bị phạt tiền 1-2 triệu đồng. Do người này không có giấy phép lái xe nên cảnh sát giao thông đã lập thêm biên bản về hành vi này và tạm giữ xe. Theo thông tin, khuya ngày 19 tháng 10, xe cấp cứu của Trung tâm cấp cứu 115 thành phố Hồ Chí Minh bật còi ưu tiên trên đường chạy đến hiện trường vụ tai nạn ở quận Bình Tân thì bị ông D chạy xe máy chở một người lớn và trẻ em chặn ở giao lộ Lữ Gia, Nguyễn Thị Nhỏ. Ông D dừng xe giữa đường, lớn tiếng thách thức tài xế xe cấp cứu. Tiếp nhận thông tin, cảnh sát giao thông phối hợp công an phường 9, quận Tân Bình truy xét mời ông D đến làm rõ. Sáng nay ngày 22 tháng 10, tại trụ sở đội cảnh sát giao thông, ông D nói lý do chặn đầu xe cấp cứu là vì bị xe cấp cứu ép. Tuy nhiên, thông qua hình ảnh thu thập được, cơ quan chức năng xác định ông D chạy trước xe cấp cứu và không có chuyện xe cấp cứu ép ông D. Sau đó, ông D đã thừa nhận hành vi vi phạm và ký vào biên bản. Ba ô tô va chạm liên hoàn gây ách tắc cục bộ quốc lộ 1A qua Lạng Sơn. Khoảng 10 giờ ngày 22 tháng 10, tại km 59+500 quốc lộ 1A, xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 20H06118 kéo theo semi rơ móc biển kiểm soát 20M00009 đâm vào đuôi xe ô tô con biển kiểm soát 12A00210, làm cho xe này mất lái, văng ra làn đường ngược chiều và đâm vào đầu xe đầu kéo biển kiểm soát 11H00379 kéo theo semi rơ móc biển kiểm soát 11R00141. Lúc này, ô tô biển kiểm soát 98H03117 kéo theo semi rơ móc 98M100428 đâm vào đuôi ô tô biển kiểm soát 20H01618. Vụ việc trên khiến một số người bị thương. Sau khi xảy ra va chạm liên hoàn, các phương tiện không lưu thông được ở cả hai chiều đường.
Ngay sau khi nhận được thông tin, trạm cảnh sát giao thông Tùng Diễn, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lạng Sơn đã thông báo và phối hợp với công an huyện Chi Lăng khám nghiệm hiện trường, phân luồng giao thông ở hai đầu khu vực xảy ra tai nạn giao thông. Hiện lực lượng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.